thì hỏi bác như vậy, bác trả lời thế nào? Bác nói là chuyến đi này rất xa và rất lâu, không biết trước được ngày về, cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh khỏe, rồi có hạnh phúc mà thôi. Không có ràng buộc gì. Cô Huệ càng khóc, cầm chặt tay bác mà nói một câu đầy linh cảm. Mà ta có ngờ đâu câu nói của cô Huệ từ ngày ấy, tại sao mà nó lại vận vào số phận của hai người đúng đến như thế. Cô nói là nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Thế là cả cuộc đời cô Huệ đi tìm bác. Và cả cuộc đời bác, ngay cả những giây phút cuối cùng tuổi già sức yếu, bác vẫn thương nhớ cô Huệ, vẫn tìm cách hỏi chuyện tin tức về cô Huệ đấy. Mà chúng ta mới đau xót biết bao nhiêu khi biết rằng chỉ vì nghe tin bác mất, mà đây không phải mất năm 69 đâu, là cái tin báo chí nước ngoài nó nói là bác mất trong nhà tù, cô Huệ đau đớn quá và đi tu. Cô đi tu. Và khi nghe tin cô đã đi tu rồi thì bác khóc. Tức là hai con người, hai cuộc đời lỡ dở hết chỉ vì việc chung của đất nước thôi. Thế mà khi cô Huệ khóc và nói như vậy, dặn bác là còn sống mà trở về thì cố tìm nhau, thì bác đặt vào trong lòng bàn tay cô Huệ một cái gói nhỏ, một cái mảnh lụa hồng, mở ra là một chiếc lược chải tóc. Bác nói thế nào? Chiếc lược này là bố anh vào Huế thi hương thi hội đã mua tặng mẹ chải tóc. Mẹ đã từng chải tóc trên chiếc lược này khi còn sống. Mà bây giờ mẹ mất rồi, anh đi xa, anh trao lại nó cho em. Ta xem ở đời này còn có cái mối tình nào thánh thiện đến như vậy. Chỉ thuần túy tinh thần, chỉ có trong trái tim thôi, không có trong cuộc đời thật. Vì có lấy nhau đâu, có ăn ở với nhau đâu. Đời bác suốt cả một cuộc đời là chăn đơn gối chiếc, cô đơn đến tận phút chót các đồng chí nhé. Là như vậy, cô Huệ cũng thế thôi. Thế mà khi cô Huệ đi tu đấy, cô cầm chiếc lược rưng rưng nước mắt rồi mới xuống tóc. Và chúng ta còn biết thêm một chi tiết nữa. Cô Huệ kém bác 3 tuổi, nhưng lại mất sau bác những 11 năm. Tức là bác mất năm 69, đúng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì bác mất. Phải 11 năm sau, tức là đến năm 1980, giải phóng miền Nam được 5 năm rồi, cô Huệ mới ra đi. Mà từ lúc cô mất đến nay là 36 năm rồi. Bác mất đến nay là 47 năm rồi. Ta chưa tìm được nấm mộ của cô ở đâu đâu. Ta chỉ còn biết được một chi tiết này vô cùng có giá trị. Các đồng chí ghi nhớ để rồi biết đâu có điều kiện nào đó ta tìm được. Nên như một trang trải, một cái món nợ tâm linh của chúng ta với bác và với cô Huệ vậy. Cô Huệ cuối cùng là đi tu ở mảnh đất Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở ngay mảnh đất Bà Rịa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa. Còn Vũng Tàu bây giờ là một thành phố du lịch thôi. Đất Bà Rịa là nơi có dấu ấm của cô Huệ đấy. Cô đi tu trên một ngôi chùa, trong một ngôi chùa nhỏ vắng lặng trên đỉnh núi gọi là núi Thị Vải các đồng chí nhé. Các đồng chí đi công tác về Bà Rịa Vũng Tàu nhớ dừng chân ở Thị Vải nhé. Có núi Thị Vải, có chùa Thị Vải, bên cạnh có cảng Thị Vải. Đấy là nơi dấu vết của cô Huệ, ta chỉ còn biết được đến thế thôi. Chứ còn nấm mộ của cô ở đâu, 36 năm nay nó thay đổi cả. Chưa tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của cô. Đấy cũng còn là điều canh cánh trong nỗi lòng của chúng ta. Thế mà ở Việt Nam mình đấy, duy nhất chỉ có một người đã gặp được cô Huệ khi cô đi tu. Người ấy rất quen thuộc với chúng ta, đó là nhà văn Sơn Tùng. Các đồng chí đọc Búp Sen Xanh rồi chúng ta đều biết. Người thương binh hạng 1/4, chỉ còn có 3 ngón tay thôi, mà kẹp bút vào viết hết năm này sang năm khác cuộc đời của bác đấy.
Đến mức mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng ôm lấy mà khóc, nói là tôi không ngờ anh có thể làm việc phi thường đến như vậy. Mà anh viết về bác cảm động chân thực như chính cuộc đời của bác vậy. Chúng ta phải tin đây là một điều sự thật. Ngay Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những giây phút sắp trở về với bác, vẫn còn muốn nghe kể chuyện về mối tình đầu giữa bác và cô Huệ không? Đấy. Thế thì nhà văn Sơn Tùng là người mà đã được gặp anh trai bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm, ông Cả Khiêm, chị gái bác là bà Thanh, nên biết được rất nhiều tư liệu. Lại đã có thời kỳ đi phục vụ bác, viết báo ở chiến trường Việt Bắc, đã từng chụp ảnh chung với bác, mà mang theo cả tấm ảnh này trong khi đi tìm cô Huệ, mà may nhờ tấm ảnh đó cô Huệ mới tiếp đấy. Chứ cô từ chối hết, cô không tiếp ai cả. Đã đi tu rồi là xa lánh cuộc đời, nương nhờ cửa Phật, không muốn gặp ai nữa. Đến khi mà đưa bức ảnh ra, cô khóc, cô kể hết cho chúng ta nghe. Thà ta mới biết được chính cô là người đã đưa chị gái bác là bà Thanh lặn lội vào tận Cao Lãnh, Đồng Tháp để tìm mộ cha, tức là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Các đồng chí về Cao Lãnh, bây giờ có cái khu tưởng niệm của cụ Nguyễn Sinh Sắc đấy, ta thắp hương tưởng niệm nhé. Rồi về quê bác có mộ của mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Ở Huế còn có bàn thờ của mẹ bác. Là như vậy, bao nhiêu những địa điểm linh thiêng đấy. Thế thì khi gặp cô Huệ, cô không tiếp. Cô giải thích thế này này: tôi không tiếp bất cứ một ai cả, vì tôi không muốn người đời hiểu lầm tôi là núp dưới bóng vĩ đại của cụ Hồ. Như thế là cũng rất là cao thượng đấy nhé. Trước đây là tình anh em, tình bạn, là người yêu đi nữa, nhưng bây giờ bác là một lãnh tụ vĩ nhân, cũng muốn lùi xa một chút, có khoảng cách. Dù trong tim suốt đời chỉ có bác mà thôi. Như thế là cao thượng lắm chứ. Và bây giờ đã hiểu nhau rồi thì tôi sẽ kể hết. Và cô mới kể cho chúng ta nghe những chuyện như thế. Nhưng cô dặn một điều này này: chừng nào tôi còn sống thì tôi cấm các ông đưa tin gì về tôi trên mặt báo. Nhà văn phải hứa với cô Huệ như thế. Và phải đợi khi cô mất năm 1980, thì sau đó 1981 trở đi mới bắt đầu viết Búp Sen Xanh là thế đấy. Chỉ tiếc một điều là năm nay nhà văn đã 91 tuổi, mà cụ đã mất khả năng làm việc 6 năm nay rồi. Hôn mê trên giường bệnh, không làm việc được nữa. Trên bàn làm việc của cụ bây giờ ngổn ngang bản thảo cái tác phẩm cuối cùng mà rất tiếc là chưa hoàn thành, là Bông Huệ Trắng, tức là viết về cái mối tình này. Ta chỉ còn là những trang bản thảo thôi, còn cụ không còn khả năng làm việc được nữa. Đấy là điều tiếc của chúng ta. Nhà văn đã được phong tặng anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới đấy các đồng chí nhé, vì cái sự nghiệp cao quý này này. Đấy. Thế thì khi mà nhà văn đã tiếp cận được cô Huệ thì hỏi cô một câu thế này này: thưa O, vì sao những năm tháng tuổi trẻ O không lập gia đình? Thì cô Huệ khóc. Cô làm một cử chỉ giống hệt bác nhé, đặt tay lên ngực nơi có trái tim. Cô nói là trong tim tôi chỉ có một Tất Thành mà thôi. Tất Thành là bác đấy, Nguyễn Tất Thành mà. Không tìm được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Và cuối cùng cô đi tu thật. Đấy là lý do. Còn cái lý do trực tiếp là vì cô tưởng rằng bác mất như báo chí đăng rồi. Mà đây là báo chí nước ngoài, báo chí là phản động đăng tin không đúng thôi. Đấy. Đặc biệt nữa này, trong lúc trò chuyện thì cô Huệ lại hỏi bác một câu rất đỗi con người. Cô đi tu rồi nhé, mà cô hỏi thế này này: các ông ở gần cụ Hồ có bao giờ nghe thấy cụ nhắc đến tôi không? Thế rõ ràng đây là một chuyện hoàn toàn có thật, bằng xương bằng thịt. Nhà văn thì lại dè dặt quá, trả lời một cách rất tượng trưng. Nói là thưa O, bác Hồ thương O nhiều lắm. Lúc nào bác cũng đặt tay lên ngực nói miền Nam trong trái tim tôi. Trong trái tim bác có cả miền Nam, có cả O trong đó. Trả lời thế thì đúng quá, đúng không? Đúng quá, nhưng mà rất chính trị. Cô Huệ lắc đầu, cô Huệ nói là không,
cụ Hồ có hỏi riêng về tôi không cơ? Thì đây mới càng thấy cái gọi là chất liệu cảm động về con người như thế nào, đã đi tu rồi đấy. Các đồng chí có nhớ chuyện Kiều của Nguyễn Du không? Trong đó có câu là dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng cơ mà. Mối tình đầu là khó dứt lắm, nó như cái sợi tơ của cuống sen ấy, là như thế đấy. Thì lúc đó nhà văn mới phải kể cho cô nghe. Và chúng ta cũng biết được cái tư liệu này là một tư liệu hoàn toàn xác thực. Bác hỏi ông Ung Văn Khiêm, bác hỏi ông Bùi Công Trừng là những lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước lúc bấy giờ. Bác hỏi một câu thế này: các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Và có lần bác nói với chúng ta, suốt đời bác mang trong tim hình ảnh của một người con gái. Người con gái đó là cô Huệ đấy. Các đồng chí ra Hà Nội vào thăm nhà bác ấy, hãy đừng quên mấy cái kỷ vật thiêng liêng này. Một khóm hoa hồng, bác lại trồng thêm một khóm hoa Huệ, và bác đích thân chăm bón hàng ngày. Lúc sinh thời ta biết ý bác, bao giờ cũng để một bình hoa hồng đỏ để bác tiếp khách quốc tế và một bình hoa Huệ trắng thanh khiết. Bác tặng hoa cho các cháu gái, bao giờ cũng có thói quen một bông hồng đỏ và một bông Huệ trắng. Đời bác là như vậy, nó ẩn trong tất cả những tư liệu sự kiện như thế. Thế và chúng ta trả lời bác thế nào? Thưa bác, cũng không biết gì nhiều lắm đâu, nhưng có một điều chắc chắn là cô Huệ đã đi tu rồi bác ạ. Thế là bác khóc. Bác thở dài suốt cả buổi chiều hôm đó, đêm khuya trằn trọc không ngủ. Như thế là khi báo tin cho bác, cô Huệ đi tu rồi là bác vẫn còn sống chứ. Và rõ ràng là cô Huệ tưởng bác mất là mất trong cái sự kiện nhà tù, không phải mất năm 69 đâu. Thế nó mới đau đớn cho bác. Và khi ông Vũ Kỳ đêm khuya cứ vào phòng bác tắt đèn cho bác ngon giấc, đi ra cầu thang không có một tiếng động mà bác gọi lại. Bác bảo quay lại cho bác nhờ một chút đã. Bác đã ngủ đâu? Vặn lại đài cho bác. Bác đang nghe tin. Cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Thì có bao nhiêu điều xót xa thương yêu cho bác, ta từ suy ra từ cái câu đó là như vậy đấy. Thì đây là chuyện hoàn toàn có thật. Và vì vậy cho đến bây giờ đấy, từ những cái cứ liệu này cho chúng ta biết thêm một điều là đời Hồ Chí Minh đúng là trong như ánh sáng. Và Hồ Chí Minh là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải thánh thần, dù bác vĩ đại như bậc thánh vậy, như Đức Chúa, Đức Phật vậy. Nó có liên quan đến câu hỏi của các học giả nước ngoài khi họ sang Việt Nam nghiên cứu về bác. Họ hỏi những người rất có ý nhé. Họ chọn Phạm Văn Đồng để hỏi, chọn Võ Nguyên Giáp để hỏi cơ. Những người mà biết rất rõ về bác Hồ. Họ hỏi Thủ tướng của chúng ta là Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là một con người hay là một vị thánh? Hồ Chí Minh là một người dân tộc hay một người cộng sản? Thì tôi đọc nguyên văn câu trả lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để các đồng chí thấy nó sâu sắc như thế nào. Thủ tướng trả lời là Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%. Yêu nước tức là dân tộc đấy, 100%. Mà cộng sản cũng 100%. Nó nhuyễn vào nhau. Càng yêu nước yêu dân thì càng đến với chủ nghĩa cộng sản. Mà càng là cộng sản thì càng yêu nước thương dân vô hạn. Đấy, bác Hồ là điển hình của sự nhuần nhuyễn đó. Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng là một con người. Còn vĩ đại như Đức Chúa, như Đức Phật thì chính các bạn đã thừa nhận. Thì đấy là câu trả lời hay vô cùng các đồng chí, để cho ta khái quát về nhân cách Hồ Chí Minh, vĩ đại của Hồ Chí Minh. Trước đây khi chúng ta kể chuyện về bác thì còn có một người bạn lớn của Việt Nam vẫn còn sống, cách chúng ta nửa vòng trái đất. Còn bây giờ thì đồng chí đó đã đi về với tổ tiên, với Mác Lênin, với bác Hồ rồi, lãnh tụ Cuba, đồng chí Fidel. Lúc bác mất, Fidel có 43 tuổi. Năm 69, Fidel 43 tuổi.
Còn bây giờ Fidel đi vào tuổi 90. Fidel đến Việt Nam rất nhiều lần, kể cả đến tận mảnh đất lửa thiêng của Quảng Trị. Chỉ tiếc một điều, chưa một lần được gặp bác. Và Fidel có nói một câu là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình cơ mà. Trên khi Fidel đi đấy, đảng ta có thể nói là vẹn tình vẹn nghĩa, cử ngay đoàn lãnh đạo cao nhất của đảng, cấp cao của đảng, có mặt sớm nhất tại Cuba để chia sẻ với bạn bè của chúng ta cái nỗi đau không gì đền bù này được. Đấy. Một cái điểm. Bây giờ ta đi vào từng phần một. Tôi nói điểm đầu tiên. Đó là năm nay chúng ta có bao nhiêu sự kiện quan trọng mà đều nhắc nhở chúng ta nghĩ về bác. Các đồng chí biết là năm nay cái sự kiện Gạc Ma đấy là tròn 30 năm. Có đồng chí nào tham gia quân đội mà trực tiếp chiến đấu giữ gìn biển đảo ở Gạc Ma, ở Trường Sa đấy, thì ta mới hiểu được. Tròn 30 năm rồi. Mà cái mảnh đất Cao Lộc của chúng ta lại là một cái nơi dữ dội trong cái cuộc chiến tranh xâm lược của bá quyền Trung Quốc từ năm 1979 cơ. Ngay cả trước khi chúng ta đổi mới thì chúng ta mới càng thấy rõ rằng là những điều bác nói, bác căn dặn bây giờ tại sao vẫn thời sự nóng hổi đến như vậy. Năm 1988, tức là cách đây tròn 30 năm, phía Trung Quốc đã gây hấn xâm lược đảo của chúng ta ở Gạc Ma, một cái vị trí quan trọng nhất ở Trường Sa. Máu của con em chúng ta đã đổ, 64 con người hy sinh, sau này được phong anh hùng liệt sĩ cả. Máu không chỉ đổ trong lòng đất đâu, máu còn thấm trong biển cả. Nhắc lại cái sự kiện Gạc Ma này vào năm nay khi đã tròn 30 năm, để các đồng chí nhớ rằng vấn đề dân tộc, vấn đề yêu nước, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia lúc này đảng ta coi là thiêng liêng, là hệ trọng. Đấy. Văn kiện đại hội 12 của đảng mà chúng ta đã đọc cả rồi, đã triển khai rồi, đảng ta nói là kiên quyết và kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Đời này chưa xong thì đời con cháu chúng ta sau này phải xong, một tấc đất không được suy xuyển. Là như vậy đấy các đồng chí. Cho nên sau một thời gian dài chúng ta không nói gì về Gạc Ma, năm nay tròn 30 năm, đảng cho phép công bố đầy đủ các tư liệu về Gạc Ma ở Khánh Hòa, Nha Trang các đồng chí, để mà giáo dục cho thật tỉ mỉ sâu sắc vấn đề yêu nước, vấn đề dân tộc. Và các đồng chí làm công tác tư tưởng chính trị của đảng, các đồng chí nhớ là bây giờ trong hoàn cảnh như hiện nay đấy, giáo dục lòng yêu nước là thiêng liêng nhất, là hệ trọng nhất, là vấn đề hàng đầu của đảng ta. Đảng tồn tại, lãnh đạo nhân dân cũng chỉ vì dân tộc mà thôi. Phải giữ cho được đất nước Việt Nam này độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Khi còn sống, Bác Hồ của chúng ta nói một câu nổi tiếng. Khi mà bác từ mặt trận Điện Biên thắng lợi trở về, về Hà Nội giải phóng thủ đô, bác và đoàn quân tiên phong của chúng ta đấy dừng chân ở núi Nghĩa Lĩnh đền Hùng mà ta vừa mới kỷ niệm giỗ tổ xong. Bác nói thế nào? Các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thế là quy luật của cách mạng này, dựng nước đi liền với giữ nước, mà đảng ta nói là xây dựng gắn liền với bảo vệ, phải trường tồn. Bác còn nói vấn đề Trung Quốc ấy. Đối với Bác Hồ thì Trung Quốc bác thuộc rõ ràng, bác hiểu Trung Quốc như lòng bàn tay vậy. Bác nói là phải cương và phải nhu đúng lúc. Cương tức là cứng rắn,
là quyết liệt, nhu tức là mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt, cương và nhu đúng lúc, đấy là cái thủ thuật. Bác còn nói là làm sao biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự. Vô sự tức là an toàn, là hòa bình, là hợp tác, là phát triển, để dân giàu nước mạnh, dân có thịnh, thịnh vượng, đất nước có cường, cường tráng, thì mới giữ được độc lập tự do. Nó có một cái quy luật là kẻ thù chỉ nhằm lúc chúng ta suy yếu là nó xâm lấn. Các đồng chí theo dõi thông tin, các đồng chí có để ý là gần đây Trung Quốc họ quyết định cái gì không? Họ cho sửa hiến pháp. Để làm gì? Để làm chủ tịch nước như ông Tập Cận Bình này là không có thời hạn. Để làm gì nữa? Để nó thực hiện cái giấc mộng Trung Hoa. Mà giấc mộng Trung Hoa là gì? Là thôn tính Việt Nam. Trên các đồng chí ở địa đầu biên giới này hiểu rõ điều này là vô cùng cần thiết, để đừng bao giờ mất cảnh giác, đừng bao giờ buông lơi cái việc giáo dục cho thanh niên, cho lớp trẻ lòng yêu nước, ý thức dân tộc. Và phải mạnh các đồng chí, phải mạnh, phải giàu có mới giữ được. Mà muốn giàu mạnh như vậy, trước hết trong đảng phải đoàn kết. Bác dặn là giữ gìn đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình cơ mà. Và trong xã hội phải ổn định. Nó theo dõi chúng ta từng ly từng tí một. Ta mà mất ổn định, ta mà có biểu hiện rối loạn từ trong nội bộ đấy, là nó sẽ xâm lược. Đấy là điều không bao giờ có thể mơ hồ cả. Ông cha ta có hàng nghìn năm lịch sử chống chọi với phương Bắc, ông cha ta thấm thía cái điều này lắm. Và bây giờ chúng ta có trách nhiệm phải thực hiện cho được những cái điều ấy. Bác Hồ của chúng ta còn dặn thế này, này. Trước đây, tức là khi cách mạng còn non yếu, còn trong bóng tối chưa thành công, trước đây ta chỉ có rừng và bóng đêm. Bây giờ cách mạng thành công, ta có trời, có đất, có biển, có ngày. Thì một tấc đất, một tấc biển của ông cha không được suy chuyển. Nhưng các đồng chí quân đội, công an, lực lượng vũ trang này, và tất cả chúng ta phải coi đây là thông điệp của lịch sử, phải coi đây là mệnh lệnh của quốc gia qua lời phát biểu của bác. Thì năm nay ta nhắc cái sự kiện Gạc Ma để nhớ cái điều đó. Và các bạn trẻ thanh niên, năm nay đoàn thanh niên lại thực hiện nghị quyết đại hội đoàn lần đầu tiên của khóa mới. Các bạn trẻ phải nhớ cái điều này, là cái câu thơ của Chế Lan Viên ấy, nói về Tổ quốc ấy, cảm động lắm, mà ta phải học và thuộc lòng, và phải có cảm xúc để mà hành động. Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Thì chúng ta lưu ý rằng cái sự kiện ấy nó như một sự thức tỉnh chúng ta phải. Hoàn cảnh ấy là bác nói đùa, nói vui. Nhưng bây giờ thì từ câu này ta suy ra cái tình hình hiện nay. Dân đang mất niềm tin. Những cái hành động quyết liệt của đảng như vừa qua là một cái bước tiến quan trọng để lấy lại niềm tin của dân. Và cái niềm tin của dân này bây giờ phải coi là một thứ tài sản, các đồng chí nhé. Tài sản tinh thần. Đấy. Bây giờ chúng ta đang bàn về chiến lược cán bộ, nhất là Đại hội 13 đến nơi rồi. Chúng ta đang bàn về tiêu chí đánh giá và lựa chọn cán bộ. Và lại vận dụng vào việc học tập làm theo bác nữa. Thì tôi cũng cảm ngấy một điều như thế này này. Toàn bộ các tiêu chí đánh giá về chất lượng, hiệu quả của chúng ta không có gì khác. Nó quy tụ vào một điểm thôi. Đó là hãy lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo về chúng ta. Đấy. Toàn bộ bước chuyển của tình hình từ tổ chức đảng đến nhà nước đến đoàn thể.
từ hiệu quả tác dụng của việc học tập làm theo Bác, làm sao cho tình hình chuyển biến tốt đẹp, lấy cái mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ làm thước đo. Thì Bác nói với chúng ta cái điều như thế đấy các đồng chí. Từ đây, xin các đồng chí lưu ý đến vấn đề nhận thức cho đúng về phong cách và tác phong. Cái tài liệu rất là nhỏ bé, xinh xắn này. Cái cuốn sách bỏ túi đấy các đồng chí. Mỗi đồng chí chúng ta đều có cả. Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương soạn về cái chủ đề năm nay này. Trong đó cần phải có một lời giải thích về phong cách và tác phong. Nói phong cách đương nhiên là đã có tác phong trong đó rồi. Đấy. Tác phong chỉ là hình thức biểu hiện bề ngoài của phong cách. Thế tại sao lại nhấn mạnh cả phong cách lẫn tác phong? Bởi vì chúng ta chú trọng vào ứng xử, chú trọng vào những hình thức biểu hiện của phong cách thông qua việc làm, thông qua với mình, với người, với việc, với tổ chức, mà sâu xa nhất là với nhân dân. Đấy, cách giải thích của các đồng chí lãnh đạo Tuyên giáo Trung ương đấy là nhấn mạnh cả phong cách tác phong là theo nghĩa đó. Chứ còn đứng về mặt lý thuyết đấy, nói phong cách là đã bao hàm tác phong rồi. Vậy phong cách là gì? Phong cách là toàn bộ những giá trị chuẩn mực của mỗi một con người. Mà đây phải là chủ thể. Nó ở trình độ phát triển về văn hóa. Nó gọi là những cái dấu hiệu của nhân cách làm người. Phong cách là chỗ đặc sắc nhất của mỗi một chủ thể, mỗi một nhân cách mà đến trình độ đã trưởng thành về văn hóa. Chứ không phải tự nhiên mà có phong cách. Ai cũng có thể có một phong cách. Đấy là khả năng thôi. Còn từ khả năng thành hiện thực, nó trải qua cả quá trình rèn luyện, quá trình trưởng thành, chứ không ngẫu nhiên mà có. Phong cách gắn liền với sáng tạo. Chứ phong cách không phải là sao chép bắt chước. Đấy. Người không có khả năng sáng tạo thì chỉ có khả năng bắt chước thôi. Mà bắt chước thì không thể gọi là phong cách được. Chỗ này cũng liên quan đến việc học Bác lắm đấy các đồng chí này. Bác là giản dị chứ không hề giản đơn đâu. Ta nhầm. Ta cứ tưởng Bác giản đơn là không đúng. Bác không bao giờ giản đơn cả. Bác cực kỳ sâu sắc. Giản dị là cái chỗ đến của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thể hiện qua những hình thức biểu hiện ứng xử của Bác rất tự nhiên, rất hồn nhiên, không một chút gượng gạo nào. Chứ nói phong cách, nó là đến cái độ chín mùi của văn hóa. Nó thành giá trị. Mà giá trị đó là cả khoa học, cả đạo đức, cả nghệ thuật. Chân thiện mỹ. Đấy. Chứ không phải là tự nhiên có phong cách được. Các đồng chí có biết là những cái chuyện này chúng ta vẫn cứ nhắc lại với nhau và phải rút kinh nghiệm. Khi thấy Bác, được tin Bác về thăm, thế là cán bộ rất là mừng, rủ nhau đi đón Bác. Đón Bác muốn Bác khen là giản dị. Ta cứ nghĩ như thế mà. Là giản dị. Thế là bảo nhau ăn mặc toàn quần nâu áo vải cả. Vì Bác ăn mặc như thế mà. Bác còn đi guốc ở trong nhà sàn. Ở Bác ở, Bác đi dép cao su đi hội nghị cả quốc tế nữa. Thì ta cứ nghĩ giản dị của Bác là giản đơn. Nên mới rủ nhau là bắt chước Bác mà. Ăn mặc giản dị như Bác ấy. Quần nâu áo vải đi đón Bác. Ô tô của Bác đến gần chỗ đó, Bác càng thấy lạ. Một đoàn cán bộ chăm chú hướng về Bác mà giống nhau như một cả các chị. Thế là Bác mới mở xe xuống, Bác hỏi, hóa ra toàn chúng ta hết, toàn cán bộ chủ chốt như thế này. Bác nói ngay, các chú đóng kịch khéo lắm. Thế không phải là phong cách, thế là bắt chước, thế là sao chép. Mà sao chép thì không bao giờ được cả, ở đời chỉ có một Hồ Chí Minh đấy chứ. Nhưng mà sẽ có triệu triệu những con người học được tấm gương của Hồ Chí Minh, nhưng mà với nghĩa là chân thực, sáng tạo, không phải là bắt chước. Ta cũng chưa hiểu chỗ này. Thế là Bác bảo thôi đi về thay quần áo đi, Bác đợi để làm việc. Thế là về lại bảo nhau là cứ tưởng Bác khen, ai ngờ Bác lại không vui, Bác chê. Thôi thế lần sau đón Bác ngược lại, ăn mặc thật diện vào cho Bác vui vậy. Bác đâu có vui vì một bộ quần áo đẹp. Đúng. Bác là lấy cái thực chất cả. Thế lần sau quả nhiên đón Bác lại toan com lê như thế này cả. Bác bảo thế nào? Bác bảo hôm nay Bác rủ các chú đi tắt nước có được không? Thế là Bác phê bình đấy. Chứ rõ ràng không phải là giản dị, không phải là giản đơn, mà phong cách không phải là bắt chước.
các đồng chí có thể hỏi là thế thì những nghệ sĩ điện ảnh, nghệ sĩ sân khấu đóng Bác thì thế nào? Đấy cũng không phải bắt chước, càng không phải bắt chước. Đấy là một sự hóa thân. Nó sáng tạo đến trình độ gọi là hóa thân. Đấy, các cái nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ nhân dân mà được vinh dự thể hiện hình tượng Bác ấy, trên sân khấu hoặc trong phim ảnh ấy, người ta kỳ công lắm các đồng chí. Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân mà đóng vai Bác Hồ có kể cho chúng ta thế này này. Như là ông Sĩ Hùng, như ông Tiến Hợi ấy, ông kể là riêng cái việc mà bật diêm thế này, các đồng chí, Bác hút thuốc lá mà, gầy tàn thuốc lá này, 6 tháng mới nhuần nhuyễn đấy các đồng chí. Rồi giọng Bác nữa chứ, giọng Bác là đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Phải học hàng năm đấy các đồng chí. Đấy, phải hóa thân đến như thế, thì rõ ràng đấy không phải bắt chước mà đấy là sự sáng tạo. Cho nên trong các cái dấu hiệu về phong cách đấy, cái dấu hiệu sáng tạo là rất quan trọng. Mà nó là kết quả của sự trưởng thành về văn hóa. Mà cái đó đấy, nó đi dấu ấn vào cái người này ở địa phương này, nó khác với người khác ở địa phương khác. Phong cách của con người gắn với đất và nước các đồng chí nhé. Đấy, đất và nước của Thanh Hóa tạo nên cốt cách của người Thanh Hóa đấy. Tỉnh nào cũng thế thôi. Đó. Người Hà Nội người ta gọi là thanh lịch này. Huế là sự dịu dàng, tinh tế này. Người Thanh Hóa của chúng ta vẫn được tiếng là nhân hậu, đúng không? Nhân hậu, người trung hậu, đúng không? Và thể hiện được cả cái gọi là cái triết lý nữa cơ. Cái triết lý, chúng ta ở trong một cái vùng đất không gian mà nó có thể hội tụ được nhiều cái hay, cái tốt của các nơi khác dồn về, cho nên nó có cái sáng tạo riêng. Nơi nào cũng vậy, đất và người tạo nên cốt cách, phong cách của người đó. Bác cũng thế thôi. Bác thừa hưởng được của vùng đất địa linh nhân kiệt quê Bác ở Nghệ An, nhưng Bác lại có cả cái điều đằm thắm của quê hương Hưng Yên nữa. Hưng Yên mới là quê ngoại của Bác. Chỗ này các đồng chí đã biết, Hưng Yên ấy, Khoái Châu, Hưng Yên, xã Hồng Tiến ấy, mới đích thực là quê ngoại của Bác đấy. Đấy là cái nôi đầu tiên của quê ngoại. Còn Hoàng Trù là quê ngoại chỉ với nghĩa là Bác sinh ra ở đó. Bà Hoàng Thị Loan đẻ Bác ở đó, đấy là miền quê ngoại. Mà phải đến tận 5 năm 7 Bác mới về thăm lần đầu tiên, sau hàng nửa thế kỷ đi xa. Còn Hưng Yên ấy, mới đích thực là quê ngoại. Các đồng chí cố gắng ra thăm nhé. Gần Hà Nội lắm, cách Hà Nội có hơn 20 cây thôi, cửa ngõ của Hà Nội mà. Cũng là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đấy. Bác về Hưng Yên nhiều lắm. Nghệ An Bác chỉ có thời gian để về được 2 lần, 5 năm 7 và 5 61. Còn Hưng Yên ấy, Bác về 10 lần tất cả. Bác chịu ảnh hưởng sâu sắc từ dòng họ ngoại. Ông ngoại Hoàng Xuân Đường, mẹ Bác là bà Hoàng Thị Loan, dì ruột của Bác, em mẹ đấy, rất thương yêu Bác từ lúc ấu thơ là bà Hoàng Thị An. Và bây giờ ở Hưng Yên, quê ngoại Bác đấy, có cả đền thờ, có cả bàn thờ mẹ Bác là bà Hoàng Thị Loan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm nào cứ mùng 1 Tết là về thắp hương cả. Đấy. Thì câu chuyện Hưng Yên nó cảm động ở chỗ này các đồng chí này. Bác về Hưng Yên, thế là tỉnh ủy mới mời Bác dùng cơm. Cũng như là chúng ta mời cơm nhau. Bác vui vẻ nhận lời, không có khách sáo gì. Ai cũng mừng được Bác ăn cơm cùng với mình ở tỉnh ủy. Đến giờ ăn, thư ký của Bác lại đặt trên bàn cho Bác một cái túi vải nâu, có cái dây kéo lên thế này. Mở ra lấy thức ăn mang từ Hà Nội cho Bác. Mà cơm của vĩ nhân, của lãnh tụ là cái gì? Một nắm cơm, một ít muối vừng để chấm cơm nắm, mấy lát dưa cải chua, mấy cái trái cà xứ Nghệ mà Bác rất thích nhé. Một khúc cá kho, mấy miếng thịt diêm cho Bác. Bữa trưa của Bác có thế thôi. Một chai nước uống. Thế mà tỉnh lại mời Bác ăn cơm. Thế bây giờ làm thế nào? Bác nói rất là hồn nhiên. Bác có cơm đây rồi, Bác ăn cơm của Bác, các chú ăn cơm của các chú đi, rồi ta lại làm việc tiếp. Ai cũng cứ nhìn Bác ngỡ ngàng, mà Bác thì rất là hồn nhiên như thế. Đồng chí bí thư tỉnh ủy thay mặt anh em mới đứng lên thưa với Bác là: thưa Bác, anh em chúng cháu rất muốn được ăn cơm nắm của Bác. Thế là Bác cười, Bác bảo lấy dao ra đây, thế là cắt nhỏ nắm cơm ra, mỗi người ăn chung với Bác một chút xíu là tượng trưng. Thế ăn xong thì xới cơm thêm cho Bác và cho tất cả mọi người. Thì chúng ta theo một thói quen thông thường, một cái bát cơm nhỏ xới lưng bát đưa Bác, mời Bác dùng. Bác cười, Bác nói ngay:
Bây giờ lãnh đạo Hưng Yên ngày nào cũng nhắc nhau câu này đấy các đồng chí này. Bác nói thế nào? Bác bảo chú sới vơi như thế này thì liệu chú làm việc đầy đặn làm sao được? Thế là câu gì bác cũng lái về đạo đức hết các đồng chí. Cái gì bác cũng lái về đạo đức hết. Thế và không chỉ Hưng Yên đâu, ngay chúng ta bây giờ cũng thế. Chúng ta cũng thế. Ăn có thể không nhiều nhưng mà làm việc với dân, phục vụ dân ấy phải luôn luôn đầy đặn như bát cơm đầy vậy. Ý của bác là vậy. Ý nghĩ về đạo đức, cảm hứng về đạo đức và luôn luôn hướng tới đạo đức, đó là một điều đặc sắc trong phong cách Hồ Chí Minh. Đấy, phong cách là như thế, trong đó có tác phong, tức là hình thức biểu hiện. Không chỉ tự nhiên đâu, phong cách phải đạt đến sự độc đáo và đặc sắc. Nó là dấu ấn riêng của mỗi một người, không ai lẫn với ai cả. Đấy, tất cả các đồng chí chúng ta, lãnh đạo chủ chốt, các cấp, các ngành, các đồng chí cố rèn cho mình một cái phong cách đích thực là của mình, mà mang được hình ảnh phong cách của bác, dù một chút thôi cũng đã là quý lắm rồi. Nó đòi hỏi chân thực, tự nhiên, giản dị, sâu sắc và độc đáo, không lẫn với một ai, mà nó phải xuất phát từ con người mình, trái tim mình. Phong cách chính là con người mà. Câu nói nổi tiếng của nhà bác học Pháp đấy. Phong cách là gì? Phong cách chính là người, con người. Người thế nào phong cách như thế? Văn học là nhân học. Văn chương chữ nghĩa của người thế nào thì phong cách nó như thế. Nhật ký trong tù của bác là một đặc sắc. Chữ Hán là đi vào máu thịt của bác. 5 tuổi đã thông thạo. Trong tù ở Quảng Tây Trung Quốc, nó giam bác 14 tháng liền, đi qua 30 nhà tù. Sống khổ ải như thế mà bác vẫn làm thơ được thì đủ hiểu bản lĩnh của bác đến mức độ thế nào. Mà cả một tập thơ dày đặc, cả một cuốn sổ tay của bác sau này dịch ra là nhật ký trong tù, tiếng Hán là ngục trung nhật ký. Đấy là phong cách. Giáo sư Phong Lê, ông là viện trưởng viện văn học của nước ta, ông bình luận thế này: con người bác là bảo đảm bằng vàng cho thơ của bác. Cái giá trị thật đấy, bảo đảm bằng vàng cho thơ của bác. Còn ông Quách Mặt Nhược là một nhà thơ lớn của Trung Quốc, đại thi hào cơ mà. Ông đọc từ nguyên bản chữ Hán mà ông thốt lên là thơ Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh rất hay. Nhiều bài rất hay, nếu không có lời chú thích, có thể lẫn với thơ Đường, thơ Tống cơ mà. Cũng chỉ dặn có điều đó thôi. Đảng phải trong sạch vững mạnh, đảng phải là đạo đức, là văn minh. Cả cuộc đời bác chỉ vì dân vì nước thôi. Bác sống 79 tuổi, mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi là 79 mùa xuân của bác, mà bác mang trong mình 175 cái tên. Mỗi chúng ta chỉ có một cái tên thôi. Các đồng chí lão thành cách mạng trước đây đi hoạt động có thể có thêm bút danh, bí danh, nhưng không nhiều được. Riêng bác đấy, sống 79 tuổi mà mang 175 cái tên. Riêng điều này đã là huyền thoại. Đã là huyền thoại. Nhưng trong số 175 cái tên ấy, ấn tượng không bao giờ quên của lịch sử là bác đã dùng là Nguyễn Ái Quốc. Bác lại dùng lấy là Nguyễn Ái Dân. Ái quốc là yêu nước, ái dân là yêu dân. Đời bác chỉ xoay quanh chữ dân, chữ nước mà thôi. Và đến khi thành lập đảng, rồi dày công rèn luyện giáo dục đảng ta, thì đảng cũng tồn tại chỉ vì dân, vì nước mà thôi. Cho nên với bác Hồ đấy, quan hệ giữa đảng với dân, nước với dân đấy, là một quan hệ máu thịt thiêng liêng. Mà có được sức mạnh đó đấy, thì cách mạng sẽ trường tồn, chế độ sẽ bền vững, đảng sống mãi trong lòng dân. Còn nếu điều đó mà không có được hoặc suy yếu đấy, thì sự nghiệp cơ đồ của chúng ta sẽ bị thách thức. Như đảng ta đang rất lo lắng cho tình hình hiện nay, cho mới quyết tâm, kiên trì và kiên quyết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh là như vậy. Xin các đồng chí cũng đừng quên một cái luận điểm điển hình nữa của bác về đạo đức mà tất cả chúng ta đều đã từng thuộc lòng rồi.
ta đều đã học tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Trong các cái chương trình lý luận cao cấp của Đảng, bác ví đạo đức con người như thế gian, như vũ trụ vậy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà nhân hòa là gốc, là quan trọng nhất. Bác ví đạo đức như trời, như đất vậy. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương không thành đất, thiếu một đức không thành người. Bác yêu cầu cao đến như vậy, phải đủ cả bốn đức mới là người hoàn toàn, mà thiếu một đức thì không thành người. Những cái căn dặn như vậy của bác bây giờ có thể coi là những thông điệp thiêng liêng, rèn luyện đạo đức để chấn hưng đạo đức của dân tộc, mà trước hết là đạo đức trong Đảng của chúng ta. Thì đấy cũng là ý nghĩa sống động của cái chỉ thị này khi nhấn mạnh cả tư tưởng và đạo đức. Bác còn nói thế này các đồng chí này, phải đủ cả bốn đức mới là người hoàn toàn. Nhưng mà ở đời thì nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn toàn cả. Ai cũng có cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, chứ không ai là hoàn toàn. Con người là con người bằng xương, bằng thịt, chứ không phải thánh thần. Vĩ đại như bác, mà bác cũng thừa nhận mình có khuyết điểm cơ mà các đồng chí. Không có ai là hoàn toàn cả. Cho nên muốn đạt được bốn đức để làm người, thì con người ta phải suốt đời rèn luyện đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, mà bác gọi là giặc nội xâm. Bác còn hình dung là cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cá nhân, tức là chống giặc nội xâm, cái kẻ giặc nguy hiểm nhất ẩn nấp trong lòng mỗi người, là một cuộc chiến đấu trường kỳ và sẽ có không ít sự đau đớn ở trong lòng. Chống chính mình mà các đồng chí, chống cái thói hư tật xấu, lỗi thời hư hỏng trong mỗi người, thì đấy là cuộc chiến đấu thầm lặng, can đảm mà đau đớn nhất. Bác thấu hiểu điều đó lắm. Cho nên tại sao trong nhà tù của Tường Giới Thạch, bác viết 135 bài thơ, bác lại có một cái bài nhà nghe tiếng giã gạo. Các đồng chí đọc lại bài này có 4 câu thôi, nhưng mà chính là một lời nhắn nhủ về rèn đạo đức, tổng kết nhân sinh về đạo đức. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Rèn đạo đức để hoàn thiện mình đấy, phải đau đớn như kiểu giã gạo vậy. Đấy là lời của bác. Nhưng chúng ta cũng không quên một điều nữa, bác 24 năm liền là nguyên thủ quốc gia, tức là chủ tịch nước, chưa kể bác còn là chủ tịch đảng nữa. Bác kiêm cả chủ tịch đảng lẫn chủ tịch nước trong nhiều chục năm, mà suốt đời bác đấy nói như Phạm Văn Đồng là không một vết gợn, không một tì vết. Đời Hồ Chí Minh trong như ánh sáng, trong suốt như pha lê. Trước hết vì bác nêu cao tấm gương rèn luyện đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, bác gọi là giặc nội xâm. Bác coi là kẻ thù nguy hiểm nhất, bệnh mẹ đẻ ra muôn vàn bệnh tật con xấu xa hư hỏng trong lòng. Đấy là vấn đề rèn đạo đức. Nhưng mà đã là người lãnh đạo, người quản lý, thì bác lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, đến vấn đề dùng người, chính sách với cán bộ. Mà bác có cả một phép dùng người rất là độc đáo. Chọn đúng người, giao đúng việc, kiểm tra thường xuyên như Lenin dặn. Cho nên những ai mà lọt vào mắt xanh của bác, các cái thế hệ lãnh đạo tiền bối của chúng ta đấy, đều là những trí tuệ lớn và nhân cách lớn cả. Và điều này bây giờ trở thành một bài học rất thời sự cho chúng ta, từ các đồng chí lãnh đạo trung ương đến các đồng chí ở cơ sở. Phải như vậy. Bác lại dặn thế này các đồng chí này, bác dặn là rèn đạo đức thì phải như giã gạo. Nhưng mà dùng người đấy, dùng người, chính sách cán bộ đấy,
Đồng chí nào làm công tác nhân sự, công tác tổ chức thì đây là một cái điều rất quý để các đồng chí này. Bác dặn là dùng người, dùng cán bộ tuyệt đối không được dùng theo lối giã gạo. Bác lại nói như vậy. Thế là vừa nghiêm mà vừa bao dung. Với tự mình phải nghiêm khắc, với người khác phải rộng lòng bao dung nhân ái. Bao dung tức là tình thương và vị tha, chứ bao dung không được hiểu theo nghĩa tức là rồi là xuê xoa cho nhau, rồi là che giấu cho nhau đâu các đồng chí. Ta hay mắc một cái bệnh tức là cứ bị cái bệnh suy diễn rồi hiểu lầm đi. Bao dung tức là vị tha nhân ái, chứ không phải là rồi là che lấp khuyết điểm cho nhau. Bây giờ nó gọi là cái gì? Cấu kết những cái lợi ích nhóm này, bất minh bất chính này, thế rồi che đậy khuyết điểm này. Bác coi là không có dũng khí đấu tranh thì đảng sẽ là một đảng hỏng cơ mà. Đấy. Cho nên riêng vấn đề dùng người đấy là nghiêm mà bao dung, chứ không được dùng theo lối giã gạo. Đây chỉ là một cách nói cụ thể của bác thôi. Ý bác là bác phê bình chúng ta là không có kế hoạch, không chăm sóc giáo dục đào tạo đầy đủ, cứ để cán bộ tự phát trôi nổi trong phong trào, thấy tốt thì nhấc lên, ta gọi là đề bạt bổ nhiệm đấy, rồi để đấy, không kiểm tra giám sát, lại không có chính sách hợp lý để động viên họ, đến khi họ mắc lỗi lầm khuyết điểm thì lại vùi dập người ta xuống. Bác bảo nhấc lên mà, nhấc lên là đề bạt cái gì nữa, đập xuống tức là kỷ luật. Bác ví là cứ nhấc lên đập xuống như vậy 3 lần thì hỏng cả một đời cán bộ. Mà cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, tài sản của quốc gia, vốn người là quý nhất. Cho nên nâng niu giá trị con người thì phải vừa nghiêm mà vừa bao dung. Mất mát người là mất mát lớn nhất. Mất tài sản có thể bền bù được, chứ mất cán bộ là mất lớn nhất. Để các đồng chí hiểu vì sao mà mỗi lần phải ký án tử hình này, bác đau đớn dằn vặt suốt đêm, bác thức trắng đêm không ngủ. Vì mất người là lớn nhất, nhưng mà phải chấp nhận để giữ cho cả cái chế độ này trong sạch. Đấy, học bác lần này ta phải thấm thía cả 2 cái điều đó, tức là lý và tình kết hợp hài hòa với nhau. Đấy, trên đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là tư tưởng lý luận đạo đức, rồi thực hành đạo đức để trở thành tấm gương đạo đức. Thế còn phong cách đấy, phong cách lần này nói rõ trong chỉ thị là cả một hệ thống lớn các giá trị. Từ phong cách tư duy là sự suy nghĩ, đến phong cách trình bày tức là diễn đạt, nói và viết, đến phong cách làm việc, ngăn nắp đúng giờ, kỷ luật, nề nếp, mà rất khoa học. Rồi phong cách kiểm tra giám sát. Bác dặn chúng ta là không kiểm tra giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Lãnh đạo phải gắn liền với kiểm tra giám sát, mà bây giờ phải dùng cả sức mạnh của dân để kiểm tra giám sát quyền lực của đảng và nhà nước để không tha hóa. Bác lại còn dặn là đường lối chính sách của đảng và nhà nước có đúng đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu cán bộ không hiểu thấu, làm sai, làm hỏng thì mất tín nhiệm của chính bản thân đảng. Cho nên đảng phải kiểm tra giám sát giáo dục cán bộ. Bác còn nói là đường lối chính sách hay mà lại không đi vào cuộc sống do chúng ta quan liêu mệnh lệnh hành chính đấy, thì cuối cùng cũng lại biến đường lối chính sách thành một mớ giấy lộn mà thôi. Bác dùng cả đến từ như thế đấy các đồng chí. Bác nói là không được để đường lối chính sách của đảng trở thành lá bùa của thầy cúng cơ mà. Tức là tự nó làm mất tín nhiệm đi. Chứ đấy là cái điều mà hết sức lưu ý trong cái phong cách Hồ Chí Minh. Cho nên đảng ta những năm vừa qua đã từng chọn cái chủ đề rất đúng là phong cách quần chúng, tức là gần dân, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương, học bác đức tính trung thực và trách nhiệm. Tất cả những điều đó bây giờ đang cần trở lại một cách sống động trong cái sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn đảng của chúng ta. Nói phong cách Hồ Chí Minh còn là phong cách ứng xử. Ứng xử với chính mình, tức là bác với bác. Ứng xử với người, tức là với đồng sự,
với học trò, với nhân viên, với cán bộ, mà bác có một phong cách tôn trọng người đối thoại, tôn trọng mọi nhân cách con người. Bác có một năng lực kiềm chế rất giỏi các đồng chí. Các đồng chí nghiên cứu về bác có bao giờ thấy bác nặng lời với ai đâu. Cả đời không bao giờ nặng lời với ai cả. Giận lắm bác cũng chỉ im lặng mà thôi. Đấy. Im lặng để kiềm chế, để không nói nặng lời. Bác nói là đau đớn trái tim nhau, cho nên là lời nói phải biết lựa. Lựa đây tức là trấn tĩnh mình, kiềm chế mình để đừng xúc phạm người khác. Bác để lại 100.000 câu nói vàng ngọc, trong đó có một câu ngắn gọn mà quý giá vô cùng như thế này. Nhất là đồng chí nào có trọng trách ở từng công việc thì cái câu này như cẩm nang vậy. Bác bảo là phê bình công việc chứ không xúc phạm con người. Làm sai, làm hỏng thì phê bình cái việc ấy thôi, không xúc phạm con người, vì mỗi người là một nhân cách, từ em nhỏ đến người lớn, từ người lãnh đạo đến người dân thường. Còn có ai mà bác thương yêu như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đâu? Một nhà văn hóa lỗi lạc, một vị thủ tướng mấy chục năm liền bên cạnh bác, người bác rất tin và rất thương. Bác thương vì đời tư của Thủ tướng cũng rất khổ, bác càng thương. Mà Thủ tướng kể lại cho chúng ta nghe một cái kỷ niệm như thế này này. Thủ tướng nói là suốt đời tôi không bao giờ quên được một lần bị bác phê bình. Nhưng bác chỉ nói một câu thôi, bác chỉ nói một câu ngắn gọn là chú làm hỏng việc mất rồi. Thế thôi mà dằn vặt suốt cả cuộc đời. Thủ tướng của chúng ta thời trẻ cũng là người nóng tính, cương trực mà, bao giờ cũng thế. Thế mà trong cái đàm phán mà kẻ thù nó khiêu khích ấy, mà nếu không chấn tĩnh được ấy, thì nóng nảy lên thì có khi hỏng việc. Đấy, cái sự việc bác nói là thế đấy. Bác nói mà chú làm hỏng việc mất rồi. Chỉ một câu thôi mà thủ tướng dằn vặt suốt cả cuộc đời. Cho nên khi mà giận mấy bác cũng chỉ im lặng. Bác dạy chúng ta năng lực kiềm chế, vì công việc nó rất nhiều áp lực, nhất là các đồng chí nam giới này học bác nhiều điều lắm, trong đó có vấn đề sửa cả cá tính, tính nết của mình sao cho nó ôn hòa, nghiêm khắc, sâu sắc nhưng mà bao dung. Bác nói là có lý có tình, lý tình trọn vẹn là thế, ăn ở với nhau như bát nước đầy ấy, tình nghĩa vẹn tròn. Thì đấy cũng chính là phong cách của bác, gọi là phong cách ứng xử. Mà ứng xử của Hồ Chí Minh ấy đạt đến mức độ tinh tế. Tinh tế đến mức mà kẻ thù cũng phải ngưỡng mộ, kẻ thù cũng phải khâm phục, không dám xúc phạm. Hình ảnh Hồ Chí Minh ở trong lòng thế giới nhân loại đến mức này các đồng chí. Họ bình luận là Hồ Chí Minh có thể có rất nhiều đối thủ. Đối thủ tức là đối lập nhau về quan điểm thì là đối thủ. Nhưng Hồ Chí Minh tuyệt nhiên không có một kẻ thù nào. Câu rất hay này, dễ bị hiểu lầm lắm. Câu này chỉ nên hiểu là Hồ Chí Minh có rất nhiều kẻ thù chứ, nhưng đến mức kẻ thù cũng phải khuất phục, cũng phải ngưỡng mộ, không dám xúc phạm. Do nhân cách lớn, trí tuệ lớn và sự tinh tế văn hóa của bác. Và xung quanh câu chuyện này, bao nhiêu điều có thể kể với nhau cảm động về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Bác để lại ấn tượng sâu sắc chính vì ứng xử của bác. Bác thì cả đời vì dân vì nước, bác có xu nào đâu. Ngay cả tiền lương của bác, ông Vũ Kỳ cũng đi lĩnh cho bác đấy chứ. Thế mà không hiểu ai vị nào lại có sáng kiến bảo nhau khiêng vào nhà sàn biếu bác một cái két sắt các đồng chí. Bác thì có tiền đâu mà biếu két sắt cho bác chứ. Đấy. Lòng thì rất là trong sáng, động cơ thì rất là tốt đẹp, nhưng mà cách làm thì vụng về quá làm bác buồn. Cũng nghĩ rằng bác chẳng có tiền, nhưng mà bác có bao nhiêu tài liệu cơ mật của nước trong nước, quốc tế phải giữ cho bác. Thế là lễ mễ khiêng cái két sắt vào, vui lắm, tưởng bác hãy khen đấy. Ai ngờ bác bảo thế nào? Bác bảo có lòng với bác cám ơn.
Bây giờ các chú cùng bác nhìn ra ngoài cổng này. Ngoài cổng đã có bộ đội gác cho bác rồi. Ở trong này, tức là cái nhà sàn này, các chú làm việc với bác cả ngày lẫn đêm. Thế bây giờ bác nhận cái két sắt của các chú thì có khác gì là bác nghi các chú ăn cắp của bác? Đấy. Bác thì tinh tế vô cùng mà ta thì cứ đơn giản quá. Khi bác nói lại thì ta mới vỡ ra. Đấy. Bác bảo thôi, dù sao cũng có lòng với bác cảm ơn. Bây giờ bác nhờ các chú khiêng cái két sắt này về tặng cho Bộ Tài chính. Bên đó thì mới có vàng, có đá quý, chứ bác thì có gì đâu. Thế là lại lễ mễ khiêng về đấy các đồng chí. Đấy, ta xem, những cái chuyện như thế nhiều lắm các đồng chí. Đấy. Hai nữa là thế này các đồng chí này. Ai lại Thủ tướng Phạm Văn Đồng thương bác đến mức là mỗi lần sang làm việc là cứ ở lại ăn cơm với bác để bác vui. Sợ bác ở một mình ăn một mình bác buồn mà. Các đồng chí ra thăm bác nhớ hai cái ngôi nhà cấp 4 nhé. Trong cái quần thể di tích Hồ Chí Minh đấy, một cái nhà có gắn biển là nhà 54, tức là làm năm 1954, ngay sau Điện Biên Phủ. Sau này thành cái nhà bếp nấu ăn cho bác và thủ tướng đấy. Một cái nhà nữa là nhà 67, tức là làm năm 1967. Nó là cái hầm tránh bom bi cho bác thời chống Mỹ. Làm cấp tập để bác đi công tác nước ngoài về, bác ở ngay, bác không nỡ từ chối. Vì biết tính bác mà. Nhưng bác có ở đâu? Lúc báo tin cho bác mời bác vào đây ở, không ở nhà sàn nữa, bác đau tim nặng lắm. Bác leo cầu thang không tốt cho sức khỏe của bác. Bác bảo các chú đã làm thì các chú ở đi, bác ở nhà sàn là đủ lắm rồi. Trên trung ương phải giải thích cho bác là thưa bác, đây là chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của trung ương để bảo vệ bác. Vì biết tính bác là rất tôn trọng tổ chức mà. Bác nói ngay, nếu là nghị quyết của trung ương thì bác chấp hành, nhưng bác cũng không ở. Hãy dành để họp trung ương, để tiếp khách quốc tế, để đón đồng bào miền Nam ra. Trong đó có cả các đồng chí lão thành cách mạng Tây Nguyên này, Đắk Lắk của chúng ta đã từng ra thăm bác đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí đều biết cả những kỷ niệm đặc biệt xúc động này. Bác không ngờ. Hóa ra bác chỉ ở cái ngôi nhà đó đúng 3 tuần lễ, 21 ngày, và bác chút hơi thở cuối cùng chính trong ngôi nhà đó. Cái ngôi nhà 67 bây giờ có bàn thờ cho bác, thắp hương cho bác. Cái bàn làm việc của vĩ nhân mà là bàn mộc, trên đó có cả cái ống bơ sữa bò để bác cắm bút bi bút chì làm việc hàng ngày. Không một vị khách nước ngoài nào mà không khóc khi nhìn cái cảnh hiện vật đó. Sao mà trên đời có một lãnh tụ cao quý đến như vậy mà khắc khổ đến như vậy. Thế cơ mà. Đặc biệt nữa này, khi mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở lại dùng cơm với bác, bác lại bảo thế này: chú làm ngay cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Bếp tập thể mà các đồng chí. Bác đặt tên cho bác là Hiền, bác đặt tên cho chú là Lành. Chủ tịch là Hiền, thủ tướng là Lành thì đúng là hồng phúc của dân, có đúng không? Hàng ngày có hai người có tên là Hiền và Lành ăn cơm với nhau. Bác bảo phải giữ bí mật, không dùng tên được, phải dùng tên khác đi. Đấy. Lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của quỹ đảng cả, quỹ trung ương của văn phòng đấy. Bác cũng có lương, thủ tướng cũng có lương, bác bảo lấy lương mà thanh toán. Đấy, thế là nó xuất hiện cái sự tích huyền thoại về cái sổ chấm cơm của lãnh tụ là thế đấy. Có thật đấy các đồng chí nhé. Ta có điều là ta ít để ý, chứ có cái cuốn sổ đó bây giờ trong bảo tàng. Và xin các đồng chí ra thăm Hà Nội. Các đồng chí vào lại cái ngôi nhà 54, cái nhà bếp. Các đồng chí nhìn trên tường, hẳn còn nguyên hết. Cái bảng đen và phấn trắng chia làm hai cột, thực đơn hàng ngày đấy, ghi còn rõ là thức ăn của cụ Hiền, tức là bác này, bên này là thức ăn của ông Lành, mà đọc lên ứa nước mắt các đồng chí. Một bát cơm, một bát rau, mấy miếng thịt, đậu phụ bí đỏ, thủ tướng một bát cháo loãng, một củ khoai lang luộc hoặc nướng, một nắm xôi nhỏ. Có thế thôi. Cả một thế hệ cách mạng, những lãnh đạo của chúng ta trước đây, học trò kiệt xuất của bác, đã từng sống đạm bạc thanh cao như thế đấy.
và bây giờ là những bài học sống động về đạo đức cho chúng ta. Mà bác lại còn có cái huyền thoại này chúng ta cũng cần phải kể, dù là không còn nhiều thời gian nữa. Các đồng chí nhớ cái ngày sinh của bác nhé. Ngày sinh của bác là một sự kiện rất thiêng liêng, nhưng hóa ra là một sự kiện ước lệ, rất tượng trưng thôi. Cái ngay chúng ta đây, các đồng chí lão thành thì không nói làm gì, ngay các đồng chí còn trẻ có khi ngày sinh tháng đẻ cũng có nhớ chính xác đâu. Người Việt Nam ta hay lẫn âm lịch với dương lịch lắm. Ông bà ta ngày xưa sinh ra có ai sinh làm khai sinh đâu, chỉ nhớ trong tiềm thức thôi. Trường hợp này cũng xảy ra với bác. Cho nên cái ngày 19 tháng 5 linh thiêng lắm, nhưng lại là một ngày rất tượng trưng. Hóa ra bác lấy ngày thành lập mặt trận Việt Minh, gọi tắt là Việt Minh, tên đầy đủ là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh. Bác thành lập ở Bắc Bó, Cao Bằng 19 tháng 5 năm 41. Nhờ mặt trận này mà có cách mạng tháng 8. Rồi đến năm sau, bác kỷ niệm sinh nhật 19 tháng 5 ở Hà Nội. Lúc đó bác 56 tuổi. Ta cứ đinh ninh đây là sinh nhật bác. Có ngờ đâu bác làm sinh nhật cho mặt trận, mà bác hóa thân vào mặt trận, bác bảo sinh nhật của bác. Đồng chí nào làm công tác mặt trận, công tác đoàn thể, làm thủ lĩnh các đoàn thể này, hạnh phúc lắm đấy các đồng chí nhé. Được thể hiện năng lực hóa thân đại đoàn kết của bác. Riêng các nhà giáo này, các nhà giáo càng hạnh phúc vì có một người thầy vĩ đại, một người đồng nghiệp vĩ đại là bác. Bác cũng là nhà giáo. Bác dạy ở Dục Thanh Phan Thiết rồi mới đi tìm đường cách mạng đấy chứ. Đấy. Từ cô giáo mầm non đến tận giáo sư đại học đều là đồng nghiệp nhỏ của bác thôi. Và có bác là một người thầy vĩ đại, ta phải noi gương. Bác cười, bác bảo có gì đâu. Chuyến đi Pháp này bác chọn chú Huỳnh làm thư ký của bác. Ông Vũ Đình Huỳnh đấy. Chú Huỳnh lại đây. Từ giờ phút này chú chính thức là đại tá Vũ Đình Huỳnh. Bác phong ngay lập tức mà các làm gì? Đây. Các đồng chí học bác chỗ này nhé. Chỉ một cái sự kiện đó thôi đấy. Bao nhiêu điều đáng học. Một là một con người quả quyết. Hai là đúng lúc và kịp thời. Nhưng mà quan trọng nữa là vì dân vì nước. Động cơ mà đúng đắn trong sáng thì không nề hà cái gì cả. Đấy, đấy là Hồ Chí Minh đấy. Chứ không phải vì riêng tư, đây là vì dân vì nước cơ mà. Và đứng về văn hóa mà nói đấy, bác ở nước ngoài 30 năm bác lạ gì? Đi nước ngoài tổng thống có sĩ quan cận vệ thì nó sang trọng, nó quý phái có thế thôi, chứ cũng có là cái gì đâu. Chuyên bác là người rất uyển chuyển, linh hoạt, không cứng nhắc. Chứ nếu trong tình hình đó bây giờ lại áp dụng đúng quy trình của chúng ta bây giờ thì bao giờ cho nó xong các đồng chí? Đấy. Nó khó thế chứ. Chuyên bác là thế đấy các đồng chí. Học bác. Và ở Việt Nam lại có cái trường hợp này mới cảm động này. Lại có một vị nữa rất giỏi, rất tốt mà suốt đời bị hãm ở Trần Đại Tá, không lên được tướng. Đó là cái sự kiện Hiệp định Geneva. Các bên tham gia Hiệp định đều cử trưởng đoàn quân sự giám sát lẫn nhau, thống nhất với nhau là lon chức đều phải giống nhau, đều đại tá cả. Hiệp định thì nói là 2 năm, nhưng mà thật ra là nó phản bội ngay từ khi chữ ký chưa giáo mực, 21 năm mới xong. Thế là đại tá của chúng ta, đồng chí Hà Văn Lâu là suốt đời là đại tá, dù rất giỏi và rất tốt, không có thắc mắc gì. Hy sinh thôi, học đúng bác. Nhưng mà cũng có lần tâm sự riêng với bác một câu rất là lòng thành. Thưa bác, tình hình này thì bao giờ mới thắng được hoàn toàn hả bác? Bác cười, bác bảo tên chú là Lâu mà. Ta xem, đấy. Ta có ở Nam Đàn, có là người Nam Đàn cùng quê với bác mới hiểu được cái thâm thúy của bác. Chữ nghĩa của bác đâu vào đấy nhé. Đấy. Chú hỏi là bao giờ, tức là ý chú muốn chóng, nhưng mà tên chú là Lâu thì biết làm thế nào. Ý là như vậy. Đấy là một cách trả lời rất tình cảm hóm hình của bác thôi. Nhưng mà sâu xa ra đấy là bác giấu kín nỗi đau ở trong lòng.
Bác đau lắm chứ, đúng không? Bao nhiêu đau đớn dằn vặt bác giấu kín ở trong lòng. Đau đến mức mà khi bắt đầu viết di chúc là bệnh hiểm nghèo xuất hiện, chảy máu bên trong đáy mắt. Bệnh của các vĩ nhân đấy, chảy máu tận bên trong đáy mắt này. Các đồng chí mở di chúc của bác ra, chúng ta xót xa vô cùng các đồng chí. Cái dòng mực đỏ này là bút tích của bác chữa đây này. Từng dòng chữ có thẳng hàng đâu, nét chữ run rẩy như thế này vì mắt bác chảy máu rồi. Phải chữa hết sức công phu cấp tập cho bác mới giữ được ánh sáng cho bác. Ở Việt Nam cũng có một người như vậy nữa. Người ấy lại rơi vào đúng Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta. Những năm cuối đời Thủ tướng toàn đeo kính đen thôi. Toàn nói cho thư ký ghi, ông có còn nhìn rõ đâu. Người bác thương nhất là thế đấy. Thế thì ta mới biết thêm được một cái chi tiết là bác giấu kín nỗi đau trong lòng mọi việc, mà Tố Hữu viết là quên nỗi mình đau để nhớ chung. Thì ta mới càng ngày càng nhận rõ ra là bác là một con người cao thượng. Cao thượng. Bao nhiêu đau khổ giấu kín trong lòng, cay đắng nuốt cả nước mắt vào trong, nhưng lúc nào cũng vui vẻ để chúng ta vui, chúng ta lạc quan, chúng ta làm việc mà thôi. Đồng chí Hà Văn Lâu ta vừa kể cũng vừa mới mất đấy các đồng chí nhé. Suốt đời là đại tá, nhưng đã từng là thứ trưởng ngoại giao, là đại sứ Việt Nam ở Mỹ và Cuba đấy. Vừa rồi mất ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tổ chức tang lễ rất trọng thể. Con người của lịch sử là thế đấy. Đấy. Hay là một cái chi tiết này nữa này. Ai lại bác đến giờ đi công tác đến nơi rồi, thì bác lại nhận được quà các đồng chí ạ. Mà cái quà này lại từ núi rừng Tây Bắc chuyển về cơ. Cả một con nai rừng rất đẹp và to của nông trường Mộc Châu gửi biếu bác. Bác mừng lắm. Bác rất yêu thiên nhiên mà. Yêu súc vật, yêu các cháu nhỏ. Bác bảo đem ngay vào công viên Bách Thảo nuôi cho bác. Chăm chút chu đáo để thứ bảy chủ nhật các cháu vào công viên chơi sẽ vui hơn, ngoan hơn, học hành giỏi giang hơn. Nhưng mà cái ông cán bộ mang con nai về cho bác, ông bảo bác là thịt đi bác ạ, ăn với gỏi sung là ngon lắm đấy, nai tơ mà. Bác nhăn hết cả mặt mũi lại nhé, trán và má bác đỏ dừ hết, bác giận lắm đấy. Bác lặng lẽ đi ra ngoài. Sau này các tiến sĩ tâm lý, chuyên gia nghiên cứu về diễn biến tâm lý của bác kể cho chúng ta nghe, ta mới biết được những lúc như thế là bác giận lắm. Bác kiềm chế để không nặng lời thôi. Bác tinh tế như thế mà ta cứ lỗ mãng thô thiển như vậy làm bác buồn, bác đau. Nhiều chuyện như thế lắm. Bác thì cả đời vì dân vì nước, bác có xu nào đâu. Ngay cả tiền lương của bác ông Vũ Kỳ cũng đi lĩnh cho bác đấy chứ. Thế mà không hiểu ai vị nào lại có sáng kiến bảo nhau khiêng vào nhà sàn biếu bác một cái két sắt các đồng chí. Bác thì có tiền đâu mà biếu két sắt cho bác chứ. Lòng thì rất là trong sáng, động cơ thì rất là tốt đẹp, nhưng mà cách làm thì vụng về quá làm bác buồn. Cũng nghĩ rằng bác chẳng có tiền, nhưng mà bác có bao nhiêu tài liệu cơ mật của nước trong nước quốc tế phải giữ cho bác. Thế là lễ mễ khiêng cái két sắt vào, vui lắm, tưởng bác hay khen đấy. Ai ngờ bác bảo thế nào? Bác bảo có lòng với bác cảm ơn. Bây giờ các chú cùng bác nhìn ra ngoài cổng này, ngoài cổng đã có bộ đội gác cho bác rồi. Ở trong này, tức là cái nhà sàn này, các chú làm việc với bác cả ngày lẫn đêm. Thế bây giờ bác nhận cái két sắt của các chú thì có khác gì là bác nghi các chú ăn cắp của bác. Đấy. Bác thì tinh tế vô cùng mà ta thì cứ đơn giản quá. Khi bác nói lại thì ta mới vỡ ra. Đấy. Bác bảo thôi, dù sao cũng có lòng với bác cảm ơn. Bây giờ bác nhờ các chú khiêng cái két sắt này về tặng cho Bộ Tài chính. Bên đó thì mới có vàng, có đá quý, chứ bác thì có gì đâu. Thế là lại lễ mễ khiêng về đấy các đồng chí. Đấy, ta xem, những cái chuyện như thế nhiều lắm các đồng chí. Đấy. Hai nữa là thế này các đồng chí này. Ai lại Thủ tướng Phạm Văn Đồng thương bác đến mức là mỗi lần sang làm việc là cứ ở lại ăn cơm với bác để bác vui. Sợ bác ở một mình ăn một mình bác buồn mà. Các đồng chí ra thăm bác nhớ hai cái ngôi nhà cấp 4 nhé. Trong cái quần thể di tích Hồ Chí Minh đấy, một cái nhà có gắn biển là nhà 54,
tức là làm năm 1954 ngay sau Điện Biên Phủ, sau này thành cái nhà bếp nấu ăn cho bác và thủ tướng đấy. Một cái nhà nữa là nhà 67, tức là làm năm 1967, nó là cái hầm tránh bom bi cho bác thời chống Mỹ, làm cấp tập để bác đi công tác nước ngoài về bác ở ngay, bác không nỡ từ chối vì biết tính bác mà. Nhưng bác có ở đâu? Lúc báo tin cho bác mời bác vào đây ở, không ở nhà sàn nữa, bác đau tim nặng lắm. Bác leo cầu thang không tốt cho sức khỏe của bác. Bác bảo các chú đã làm thì các chú ở đi, bác ở nhà sàn là đủ lắm rồi. Trên trung ương phải giải thích cho bác là thưa bác, đây là chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của trung ương để bảo vệ bác, vì biết tính bác là rất tôn trọng tổ chức mà. Bác nói ngay, nếu là nghị quyết của trung ương thì bác chấp hành, nhưng bác cũng không ở, hãy dành để họp trung ương, để tiếp khách quốc tế, để đón đồng bào miền Nam ra. Trong đó có cả các đồng chí lão thành cách mạng Tây Nguyên này, Đắk Lắk của chúng ta đã từng ra thăm bác đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí đều biết cả những kỷ niệm đặc biệt xúc động này. Bác không ngờ. Hóa ra bác chỉ ở cái ngôi nhà đó đúng 3 tuần lễ, 21 ngày và bác chút hơi thở cuối cùng chính trong ngôi nhà đó. Cái ngôi nhà 67 bây giờ có bàn thờ cho bác, thắp hương cho bác. Cái bàn làm việc của vĩ nhân mà là bàn mộc, trên đó có cả cái ống bơ sữa bò để bác cắm bút bi bút chì làm việc hàng ngày. Không một vị khách nước ngoài nào mà không khóc khi nhìn cái cảnh hiện vật đó. Sao mà trên đời có một lãnh tụ cao quý đến như vậy mà khắc khổ đến như vậy. Thế cơ mà. Đặc biệt nữa này, khi mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở lại dùng cơm với bác lại bảo thế này: chú làm ngay cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Bếp tập thể mà các đồng chí. Bác đặt tên cho bác là Hiền, bác đặt tên cho chú là Lành. Chủ tịch là Hiền, thủ tướng là Lành thì đúng là hồng phúc của dân, có đúng không? Hàng ngày có hai người có tên là Hiền và Lành ăn cơm với nhau. Bác bảo phải giữ bí mật, không dùng tên được, phải dùng tên khác đi. Đấy. Lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của quỹ đảng cả, quỹ trung ương của văn phòng đấy. Bác cũng có lương, thủ tướng cũng có lương, bác bảo lấy lương mà thanh toán. Đấy, thế là nó xuất hiện cái sự tích huyền thoại về cái sổ chấm cơm của lãnh tụ là thế đấy. Có thật đấy các đồng chí nhé. Ta có điều là ta ít để ý, chứ có cái cuốn sổ đó bây giờ trong bảo tàng. Và xin các đồng chí ra thăm Hà Nội. Các đồng chí vào lại cái ngôi nhà 54, cái nhà bếp. Các đồng chí nhìn trên tường, hẳn còn nguyên hết. Cái bảng đen và phấn trắng chia làm hai cột. Thực đơn hàng ngày đấy. Ghi còn rõ là thức ăn của cụ Hiền, tức là bác này. Bên này là thức ăn của ông Lành. Mà đọc lên ứa nước mắt các đồng chí. Một bát cơm, một bát rau, mấy miếng thịt, đậu phụ bí đỏ. Thủ tướng một bát cháo loãng, một củ khoai lang luộc hoặc nướng, một nắm xôi nhỏ. Có thế thôi. Cả một thế hệ cách mạng, những lãnh đạo của chúng ta trước đây, học trò kiệt xuất của bác, đã từng sống đạm bạc thanh cao như thế đấy. Và bây giờ là những bài học sống động về đạo đức cho chúng ta. Mà bác lại còn có cái huyền thoại này, chúng ta cũng cần phải kể, dù là không còn nhiều thời gian nữa. Các đồng chí nhớ cái ngày sinh của bác nhé. Ngày sinh của bác là một sự kiện rất thiêng liêng, nhưng hóa ra là một sự kiện ước lệ, rất tượng trưng thôi. Ngay chúng ta đây, các đồng chí lão thành thì không nói làm gì, ngay các đồng chí còn trẻ có khi ngày sinh tháng đẻ cũng có nhớ chính xác đâu. Người Việt Nam ta hay lẫn âm lịch với dương lịch lắm. Ông bà ta ngày xưa sinh ra có ai sinh làm khai sinh đâu, chỉ nhớ trong tiềm thức thôi. Trường hợp này cũng xảy ra với bác. Trên cái ngày 19 tháng 5 linh thiêng lắm, nhưng lại là một ngày rất tượng trưng. Hóa ra bác lấy ngày thành lập mặt trận Việt Minh, gọi tắt là Việt Minh, tên đầy đủ là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh. Bác thành lập ở Bắc Bó Cao Bằng 19 tháng 5 năm 41. Nhờ mặt trận này mà có cách mạng tháng 8.
Rồi đến năm sau, bác kỷ niệm sinh nhật 19 tháng 5 ở Hà Nội. Lúc đó bác 56 tuổi. Ta cứ đinh ninh đây là sinh nhật bác. Có ngờ đâu bác làm sinh nhật cho mặt trận. Mà bác hóa thân vào mặt trận, bác bảo sinh nhật của bác. Đồng chí nào làm công tác mặt trận, công tác đoàn thể, làm thủ lĩnh các đoàn thể này, hạnh phúc lắm đấy các đồng chí nhé. Được thể hiện năng lực hóa thân đại đoàn kết của bác. Riêng các nhà giáo này, các nhà giáo càng hạnh phúc vì có một người thầy vĩ đại, một người đồng nghiệp vĩ đại là bác. Bác cũng là nhà giáo. Bác dạy ở Dục Thanh Phan Thiết rồi mới đi tìm đường cách mạng đấy chứ. Đấy. Từ cô giáo mầm non đến tận giáo sư đại học đều là đồng nghiệp nhỏ của bác thôi. Và có bác là một người thầy vĩ đại, ta phải noi gương.